Xin chào, mình là Thành Nam và đây là TNC Channel Nguồn PSU, Power Supply Unit là trái tim của hệ thống là nơi cung cấp phân bổ điện năng giống như trái tim bình thường của chúng ta vậy Nguồn không xịn, không ổn định thì không thể giúp cho hệ thống hoạt động một cách tốt được Vậy thì làm thế nào để có thể tìm được một bộ nguồn phù hợp và cách nhận biết chất lượng của một bộ nguồn thì chúng ta sẽ có ở trong video này hoặc là một video khác nói về chi tiết hơn nhé Nếu nói về một người dùng cơ bản làm sao để nhìn một bộ nguồn bình thường ở trên thị trường và biết được rằng nó có xịn hay không thì có một cách cực kỳ tuyệt vời đó là Trust Me Pro tin nhau là chính việc xác định chính xác chất lượng của một bộ nguồn yêu cầu một thiết bị chuyên dụng cũng như là một cái kiến thức nhất định để có thể mở bộ nguồn ra để có thể theo dõi thật ra thì việc tin nhau là chính thì chưa chắc đã chuẩn nhưng một số hãng kiểu là uy tín trên thị trường thì chúng ta có thể tin được và để biết được bộ nguồn có công suất bao nhiêu thì mọi người cũng đừng nhìn vào tên mã mình sẽ lấy ví dụ một bộ nguồn a có công suất là 400 w ờ, không cái này thì cao hơn một tí cái này một nghìn rồi nhưng bỏ qua đi mình cứ lấy ví dụ là 400 w đi nhưng 400 w đó đạt được nó làm như thế nào có hai kiểu xảy ra một là 400 w đó là công suất bộ nguồn đấy có thể đạt được trong một vài tích tắc và tụt xuống một cái thông số nhất định và biểu thị tại cái dòng tô total max các thứ còn khi và phía còn lại ấy, là bộ nguồn có thể đạt được 400 w đấy trong toàn bộ thời gian thật ra thì cái này là không chuẩn nhá nó không phải là chính xác 100% nhưng mọi người có thể tham khảo được là mọi người có thể nhìn vào khu vực 12V của bộ nguồn thì ở đấy sẽ hiển thị một con số nó không giống với con số ở trên hộp nguồn đâu nó sẽ hiển thị một con số nó thấp hơn thì mọi người có thể căn cứ theo con số đấy để tính toán một phần cũng được nhé tin này không chuẩn nhưng mà để mà tham khảo thì mình nghĩ là chắc cũng được thôi quay trở lại với video mình sẽ lấy thực tế một ví dụ là bạn đã sử dụng một mẫu CPU là Intel Core 9 13900K theo trên hãng TDP của em nó là 253W và RTX 4090 với công suất tiêu thụ là dưới 450W và mọi người có thể thấy được một cái thông số trên mạng là lấy cái công suất đấy cái TDP ra xong cộng thêm 200W nữa thì chúng ta sẽ ra một bộ nguồn thì tức là những cái thông số đấy sẽ cộng ra là 900W và chọn bộ nguồn 900W cái công thức đề À, nếu mà mình bảo sai thì nó cũng không hẳn là sai nhưng nó không phải phù hợp bởi vì những con số đưa ra những cái tham chiếu là không hợp lý mình đồng ý một việc là chúng ta cần phải lấy công suất tiêu thụ của hai cái linh kiện lớn nhất ra nhưng ở đây chúng ta phải đi kèm với thực tế bởi vì Intel Core i9 13.900K có cái TDP khuyến cáo là 253W nhưng với một số những người dùng họ không biết tối ưu thì mũ CPU này hoàn toàn có thể ăn đến là gần 300W và chúng ta cần phải lấy con số cực đại chứ không phải lấy con số cực thấp. Tiếp theo là với GPU thì với RTX 4090 với bốn cổng cấp nguồn 8 pin và sử dụng dây cấp nguồn 12 pin thì con số cực đại có thể đạt được khi mà kéo cái thanh điện ấy là 600W tức là với hai linh kiện lẻ thôi mình cứ làm tròn ra là 900W rồi và nếu như mọi người chọn một cái bộ nguồn 900W thì nhìn vào đây nó đã bị sát quá rồi chưa kể đến là có những cái thành phần khác như là bo mạch chủ ở uh, RAM SD HDD uh, một số thành phần khác nữa quạt đấy cũng là những cái sản phẩm tiêu thụ điện và mọi người cũng có thể tính cho em nó là 200 đến 300W cũng được cộng ra như vậy cho thoải mái đúng không Đấy, thì khi mà chúng ta xác định được chuẩn những con số để có thể cộng lại được Thì mình ở đây sẽ có một cái thông số là như này Lấy cái thông số tiêu thụ cao nhất của CPU có thể đạt được Cộng với thông số có thể tiêu thụ cao nhất của GPU đạt được Và cộng dư ra một con số, mình sẽ lấy là 200W ở đây Thì sẽ ra 1100W Và tối thiểu mọi người cần phải mua bộ nguồn Từ 1100W công suất thực trở lên để có thể sử dụng Ừ, bây giờ mình sẽ giải thích là vì sao mọi người phải chọn những thông số cực đại như vậy trong khi mà đôi khi chúng ta không dùng đến bởi vì là thực tế ở trong một phút giây giải trí nào đấy bạn cảm thấy chán quá không có việc gì làm và thấy cái hóa đơn tiền điện ở mùa hè vẫn chưa đủ bạn quyết định tăng cái hóa đơn lên và kéo mắc mọi thứ thì uh, khi mà cái, cái thông số đấy mà nó đạt được cực đại mà bộ nguồn của bạn cung cấp không đủ thì sẽ gây ra cái tình trạng là sụt áp những cái uh, sản phẩm của bạn sẽ bị giảm điện xuống một cách bất ngờ do nguồn không cung cấp đủ điện đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của sản phẩm đấy là mình còn chưa đề cập đến cái tính ép sung cpu nhé nhưng thôi với những cái người dùng mà họ xem video này để biết được cần mua bộ nguồn nào thì họ sẽ không ép sung đâu <laughs> đây là cái thực tế nhé mình không kiểu phủ nhận được đâu. Quay trở lại đi, tại sao mình lại khuyên là mọi người nên mua một bộ nguồn tối thiểu là 1100W, tức là nó sát với cái thông số mà hãng đưa ra ấy, bởi vì là theo khuyến cáo nguồn được sử dụng nên dư ra từ 30 đến 5% để tránh cái tình trạng quá nhiệt. Vậy vì tối thiểu là 1100W Đây là con số thấp nhất chúng ta có thể mua. Ví dụ PC của chúng ta chỉ tiêu thụ khoảng trường như bình thường hàng ngày mọi người dùng là rơi khoảng chừng là 800W đấy. Xong uh, mọi người uh, mua thành một nguồn 1100 để một phút giây nào đấy nó lên được 1100 và thời gian còn lại thì nó chạy 800 thì chúng ta sẽ có một cái khoảng hở một cái khoảng gọi là hành lang an toàn để dùng việc dùng một bộ nguồn 100 w 1100 w đấy nó chỉ là đề xuất thôi bởi vì sau một thời gian dài sử dụng nguồn của bạn sẽ bị suy giảm một vài phần trăm về mặt công suất nó đơn giản như kiểu là bụi vào nhiều quá làm cản trở quá trình tản nhiệt là bộ nguồn chúng ta sẽ bị giảm đi cái hiệu năng chuyển đổi điện một tí xíu thay vì là cung cấp 1100 w bây giờ chỉ cung cấp khoảng chừng là 1 mươi w thôi chẳng hạn thì chúng ta thừa ra một chút nó sẽ làm cho chúng ta được an tâm hơn và có những lúc ấy thì thậm chí mọi người cũng không đạt được 1.100w đâu chỉ chạy được khoảng 50% khoảng 526 hay w thôi nhưng cẩn thận thì vẫn hơn bởi vì đây là trái tim hệ thống trái tim khỏe thì độ bền của sản phẩm về cao của bền tại người mà còn những cái linh kiện kiểu trôi nổi trên thị trường thì mình nghĩ là anh em nên bỏ qua đi bởi vì đồ có thương hiệu uh, nổi tiếng có bảo hành đề đủ các thứ bây giờ nó cũng rẻ lắm còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở trong những video sau